cặp đồng hồ chính hãng Rolex lên quanh 1 tỷ đồng cho hai size 36 và size 41 đều là demi mid giữa thép và vàng hồng Rogold Ao 750. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về đồng hồ chính hãng cao cấp, một trong những thương hiệu đồng hồ xa xỉ bậc nhất hiện nay trên thế giới. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu những chiếc đồng hồ Rolex chính hãng. Đây là cặp đồng hồ Rolex chính hãng size 36 và 41. Với size 36 thì dành cho cả nam và nữ đeo đều được gọi là unisex. Đối với những quý ông mà cổ tay như cỡ của Kỳ Lân thì sẽ đeo thường 36 cũng được mà 41 cũng được. Còn đối với quý cô mà cổ tay múp múp xinh xinh thì sẽ đeo 36 cũng được. Bởi vì xu hướng hiện nay thì hầu như tất cả những chiếc đồng hồ đều được đại đa số những quý khách, kể cả nam và nữ, cũng chọn size to hơn để đeo cho đẹp. Và có những quý cô mà cổ tay múp tròn thì lại chọn 36 luôn. Vì vậy size 36 này là gọi là unisex, đeo cho cả nam và nữ. Còn đối với những quý ông mà cổ tay to thì thường lại chọn 41. Đây, điển hình cụ thể là tay của Kỳ Lân. Tay của Kỳ Lân đeo được 36 và 41 đều cân đối và đẹp. Bởi vì tay này ở mức trung giữa. Hai chiếc đồng hồ này Kỳ Lân gọi là một cặp là bởi vì đều là demi mid giữa thép và vàng hồng Rogold Ao 750. Và mặt đeo là mặt cùng mặt xà cừ. Và hai cái mặt xà cừ này đều là hai cái mặt xà cừ đẹp hết, đều văn cuộn đẹp hết. Rồi tiếp đến là chỉ khác biệt là cái vành khía này là vành khía có đính kim cương. Thì nếu như mình không thích thì mình sẽ chọn phiên bản là vành khía. Thường thì nếu đúng ra thì cái size 36 này sẽ là vành đính kim cương để dễ chọn cho những quý cô. Còn quý ông thì thích vành khía này thì đang thấy là nhiều hơn là thích đính kim cương. Tuy nhiên mỗi người mỗi sở thích, vì những chiếc đồng hồ giá trị này đó chính là sở thích và cảm xúc của từng quý khách. Và khi chúng ta sử dụng đồng tiền để mà đạt vào cái sở thích, đạt vào cái cảm xúc của chúng ta, thì chúng ta sẽ thích những gì, chúng ta sẽ chọn một cách tuyệt vời nhất và đem lại sự hài lòng nhất cho quý khách. Vì vậy có những quý khách thích vành khía, có những quý khách lại thích vành đính kim cương. Và Kỳ Lân đầy đủ tất cả những chiếc đồng hồ, đủ những option để cho tất cả quý khách lựa chọn. Và cặp này nếu như cặp vợ chồng nào, cặp đôi nào mà đều là múp hết, rồi mình sẽ chọn 36 dành cho quý cô, 41 dành cho quý ông. Còn nếu như quý khách muốn cả hai đều là vành khía thì Kỳ Lân sẽ có option hai chiếc đồng hồ cùng vành khía. Hoặc nếu như quý khách muốn đồng nhất cùng vành kim cương thì Kỳ Lân sẽ có vành kim cương cùng nhau để quý khách chọn làm bộ đôi như nhau. Còn nếu như quý khách muốn, em ơi Kỳ Lân ơi, anh chị muốn bản dành cho nữ là vành kim cương, bản dành cho nam là vành khía, thì Kỳ Lân có đủ cho quý khách luôn. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.